chương khi ông từ phía này xong nhặt group nâng chụp xuống và tì tì vô được sai cả vì thì mình không pin group đọc tụ tiền về đi chia để chặn công chia cái đôi chia thu cặp sai và top to tam giác cái là nó và tụ tiền thì phục lúc cái đôi chia xuống xóa cung cho phù vật miền và tụ tài sẽ trốn đại của công tài thu cả tam đa năng tu sanh tam tài chọn và computer YouTube không đây. Dạ, ở cơ nên các vị thì được bao nhiêu tay ta bằng hai luôn nên được cái trạm tụ tụ máy TV chỉ riêng rõ ngày tật đã chỉ bị sai nước sầm là bom bom tụng máy mềm mềm những ốc nia đã bị lắc của quả ban tân này ai từng tụ sanh các vị thì được bao nhiêu nào giờ tụ tụ tiền tập phải chơi Freshy bản phim thôi mình thiệp sự bài đi đây về đồng. Dạ, ở cơ. Nên là cả tụ tụ tiền cái đôi chỉ cá nhem này và từ bây giờ há tụ kia đầm rơi cả trăm bát mùi sầm ra bom bom cái đôi chỉ và bom pro bom free. Lúc phụ này mình được tạo dây bọc này tới cả bọc 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 ở thường mây ở Hà Nát đài miễn vitamin xâm rạp bóng phón đó xa là biên cài được bao nhiêu. Chà. Và sẵn trên lúc này sổ lành sổ cập hiếp lúc này sổ lành nơi bốt thịt đá ra bằng lúc này và lúc này cô ta chưa rất là nơi phê thịt chạy xâm rạp sổ cập hiếp cử Freshy. Chà. Chà. Bọn có sổ lành để hai thả sổ cập hiếp. Chà. Chẳng mình đá về đá cứ sổ lành. Lành lớn năng tiếp. Và lớn mình ta chấm này ha, rồi có phép chạy xem xem dương tay rồi bảo mầm bì cả đã nó ra chết kỳ mì chẳng hả xâm rạp tập lại chơi phép gì cứ kỳ xa xâm rạp nẹ của ta dương ở miền ban lên nơi chết ở kỳ mì chết cà phê in rồi có xa chết ở với mấy áng nghiên nè. Chà. Ở cơn hay đi khi ông có xong rùm lật tư phía sạp đá còn lòng tư cứ xa xa nước xa từng ở đây tư ta bên trong cả bà lòng xa tì đọc phí hả tòa mát chẳng lật tập hò lê bàn tay có xong chun phô bục vật từng ở khí này ở tựa bàn chục chơi hay cực ca nghe từng ở phê khá lát bà xin chỉ ớt chốt cho năm đi có dương chi dìm cho năm cao tiệt xong khâm thà ở dương tựa bàn chục chơi chỉ riêng thông ra tế bà nhẹ đài khất không sắp xa chi dìm bà kê chú dương mà chẩm này đơn bà phì lục rù này cừu đài khất không bà cả tu miền quê đại rồi có bà con này chậm nét đắng lắm bạn chán cứ chậm nét đắng là bà con còn miền chán hai chỉ biết say cái hai thà sao mà tập hiệp đó biết say ní cứ chậm rồi nhảy con tập tu bàn là phần tu đó chán rồi hốt đó tới nỉ tê ê và chắc bà san chỉ không chăn làm ní ôm bà ôn sa san được sa đại chót nỉ tê ê và hai nỉ tê ê đang phần tu pram nè nơi không nỉ tê ê đó pram nè tiếp bàn chán chính kê Freshy và dược chúng nâng bằng thêm chun ba pi cả đôi nhâm Freshy mùi cho nam hơi thêm chun lên top mà nè mùi cương thêm tiêu hoang bạc ông sao tao bảo chẳng mình ấy thang khảo bì dương và lõng cho hơi mình cao ớt bảy được dê hai ban thêm chạy Freshy nhâm hơi thêm chẳng ban rộng quán lớn đi tiền chẳng hai Freshy cứ ở bà đo nâng cao lực tất chất của mình tên xung đạp mẹ đại có thiền bạc kè ở với đại cam ta bì xe chí ni thì tiết nút bạn chú mùi nâng cơm hôn tập lại chơi Freshy bàn bà đo lọc kè đo bì xe xa mùi bà xâm rạp ôm bà ôn đài cho một cái ế nâng bà cứ thả cho bà ra ca nghe nơi khăn nông cơm hôn tập thay chơi Freshy bà đòi xoay bà rộng vô tập nông vì xanh mềm tên bà rứa có đòi miên ăn tập hiệp bà chà ở cơn hay nên khi ông có xôm bằng hạn cho lục nè ông vì tập lại chơi Freshy lục nè cứ chỉ nè đã sử dụng sức hiệp đại rực tế chà Freshy cực cho bạch xâm bột đại vitamin C chùi sức bạch sốt át Freshy tập phó mình vitamin chỉ tràn xâm đập một phần sợi riêng cao ở lụt lọ bàn lọ Freshy tâm bèng bạch chú gặp bằng thói chít khá lãnh chùm người bạc đốn Freshy mất lại phép và đòi nơi vitamin chùm rõ đại riêng cao mình trời cao xâm bạch mình ạch quá bán nhằm Freshy tập lại rốt ngay và đòi nè nơi vitamin nâng protein tràn trên kề tập lại chơi Freshy lọ xâm đập sức hiệp Freshy lọ xâm đập nè và chà khuyên thà xâm đập lúc nè đại xâm lãnh bọt khí đá cứ phụ phình tờ đòi bà phụng to xâm đập công cốn cứ tất cả công cốn nhằm nơi phai chơi rồi gò tập phai chơi đại nhìn chà vitamin tràn chẳng được chứ nè ngày ní cứ chỉ ngày tì xàm sập và khai phẩm bấy chân nam phi con đập rằm đây chìa cực lục khúc và một chút năm mà ta mà đồng bà sản phẩm rục chung đại bàn bay thì con côn đến bay ở bọc chung ở đại bàn chút sọc ta mà đồng và ở cơn hãy lên đi vào một chỗ cảm thì được bao giờ nơi khả năng đẹp tìm mua dân và các trang đơn thay nơi khả năng sắp đàn đi ta và đã kết dụng mùi nè quạt châu rùm hay phê nơi khả năng sắp bộc rục nè đã quạt châu rùm ở nhà rục hiệp mà khả năng ở phạch bao giờ ngay từ tổ bàn ca lai đồng bây châu rùm nơi khả năng sắp đàn đi và ở lên đi xong anh nhạc bỏng hai nơi bà bỏ tầm yên phê nơi khả năng Facebook bà ta mình rút support cho sát điện nào bà xong chí bà bà con mình chú thác
mơ chung một từ. Ha ha ha, mơ ở khơi tết tu tu nơi chung anh đó. Bà, chung một à ta. Chẳng ấy. Bà, nhìn chẳng được bên ý, bà có tụi bà nạc ca lại chầm nuôn mùi. Bà, bón bùn rồi, bà màn lại chứ mấy nhìn. Bà mơ toàn, đi. Bạn nghiệp trong mơ không nghe bên bạn. Onpiriyata. Onpiriyata. Tụi bạn cả lại một quán buôn rồi bạn sửa buôn lại. Bạn. Mình chẳng, tụi bạn cả lại cho anh mình tên. Xong rồi nhá, xong lấy xoá công vô tầm mình bóng bóng xoay bạn. Bạn thì việc xu bạn. Xu ạ. Ở cơn. Nếu bên nếp ông xoay đại chỉ friend trong Facebook và bạn mình hành vô tầm mình lưu vị tất cả kết thúc rồi hãy. Chẳng để cho nên xong rồi nhá, xong xua cho mua phớt nâng tì gần lại. อาศัยทานชั่วโมงปีบองชั่วโมงปีจ้ะอ่ะปีช่วยมองข้างหน้าได้พนมเปญโอ้บาพนมเปญนำดมหน้าได้จัดโอลิมปิกจัดโอลิมปิกนะก็ร้อนนักได้อยู่จังพลิกกระไรหลุดไอ้เนื้อเตี้ยได้บ้าหอนนักสันสาปีจัดตาจูชัดยำเฟรซี่ไอจิงเก้เฟรซี่โกรยเอาไว้ได้ได้ทัวร์ไอปีจูชัดยำเฟรซี่โกรยหรือจับรำตัวเฟรซี่โกรยดูซาตาเฟรซี่โกรดวิมีนรูจีตพลายเชิดปัดปัดให้วิมีนกับปืนโขดว้าวขอบคุณจันบ้างจ้าปีนี้นักน้องแค่นี้นิคยมพลัดประตูออยสิปีงามจมวันนึงเฟรซี่มีพลายไปเป็นแม่ดองให้จังออยจมเดียบเจริญรูปจนตุสในกระสุนจ้าไม่ได้ช่างบงช่างเนาะช่างรวยพลายเชือกกับประเภทบ้านจำเหมือนหรือก็มิดโจ๊กแต่แบบเลยน้องกำปองแต่มวยบาทสบายปีมีนจำเนื้อชื่อแจ๋เลือสมัติพิษบอกคนไอ้ยี่หรือก็ชื่อแจ๋เลือคนไอ้ไอ้แบบใบใจพอดในคลองไงนี่บ้านได้ตีตอนดังได้บ่งบาทแจ๋พอดไงนี่ประมาณได้โอ้พลัดแถบมองปอนเยอะเลยยังทำหาสมเอิญเตี้ยเลยบาทไทม์บอกกันแล้วบอกเนี่ยมาเมื่อแจ๋พอดมันเมื่ออาตัดอาตัดมดมาใบเลียนจังเหรอใบเลียนนะจ้าต่อขอบใดขอบเจิงบ่าจังบางสันจิใบเลียนอาเยอบานนี่ป้าให้เจ็บบานป้าเห็นเฟรชจังหนึ่งติ๊กสบายจังหนึ่งติ๊กหายเยอบานหรือว่าปีจังตุกไอ้คลายตะเชียมาเลียนอ๋อใส่สับเลียนตะก้อนใส่สับเลียนได้จังจังตุกเอ๋ตุกเอ๋ตุกเอ๋ตุกเอ๋ก็พูดจังจ้าอะไรชุดจมูกไอ้เก๋จ่ายแล้วนี่ส่งบางไฮเนอร์วัตเตอร์มีนดาราเกตยัวระบายยืนบินมาโดนจ้าสมองอสัตว์ตัวก็ต้องอักขณีบ้าจ่าจมูกบ้าจมูกสู้บ้าบ้าจมูกสู้อุ้ยบ้าเรียงโดยเปลี่ยนสวัสดิ์เจ็ดทามองบ้าอุ้ยบ้าแต่ครูจังเต้ยยุ่งดักเคยบ้ากาปีบอลจมูกเรียงจัดปริศัยโอ้จัดปริศัยเรียบแย่จังบ้าอ๋อเต้เกสิบสะอาดจริงนั่งสะอาดจริงนั่งมองประเพณีสวัสดิ์กอดขวางสะตรงอ๋อปัญไตสมัยดารากระยูบอยยังกอดขวางตะกระดาเลยบ้าแมนค้างคือมีตะกระดาแมนตะกระดาเลยแผ่มชนูดอ๋อแผ่มชนูดชนูดเข้าไปลงไลเอ็นบ้าสมสวากุ้มริมจมองบ้าสมกรุ๊ปบ้าริมจมองสายชายนี่บ้าสมอะไรเงี้ยทุกเกสวากุ้มชมพูวัฒน์มิ้นปกไม้บองปอนตุนแต่สิบชนบ้าบ้าก็สมบางกายจมูกสัวตะดอปกไม้บองปอนตึงอ๋อได้กระปงแต่เทศนาจมูกนังกำวิธีเฟรซี่บ้าส่งพยาจุนพงริกรีจมูกขยมมาตัวโดยจะลุกแล้วกันบ้านโยโยอาเกินให้การปฏิบัติบ่อยยิ่งคือสักกรมดับบองพระจุนบองพระจุนเนื้อเพชรเจ็บเพชรซีโกรดน้ำใบบองพระกําเอาบองหลานซวยจังเติ้ลออกคอเชิญย้ำให้จังซัวติดจ้าจอมรู้เชียดได้โจจัดจิงเกย์มองบ้าโจจัดจิงเกย์แมนโจจัดเพชรซีโกรดบ้าโจจัดจุ่มขึ้นพักสไนด์นั่งอะไรโจจัดแมนดูแลอะไรพิจารณาไปเลยขยมออกกำลังขยมโจจัดย้ำบ้าเจี๊ยบเซโยมาถือจัดออกคนเชิญบ้าออกคนสำหรับการโจจัดบ้านในการยังเฟรซี่สมัญญาสู้ตลอดเรื่องชุมบอมติดถาตาเฟรซี่บาดมีดดันได้ถาปอดอัฐประยอยเอาไว้คลาสเราสกปรีบบ้าช่วยปอนสกปรีบเจสันนั่งคือทางไปยึดออกหลังไอ้คือทางช่วยบานจานบ้าสำคัญมันพอต้องตัดสาดไอ้เฟรซี่กันละจิ๊บพลายชื่อสดแต่มาดองบ้าสามร้อยเพียร้อยประตูตีนั้นมันคอเลยบ้าเรียนจะมองบ่าในไปได้เรียนจะมองหันกี่ล้านหรือก็ผมบัดในการถ่ายใส่คลังเนี่ยตาบองบองบองบ่าสารจิตปุ่มเซ็งเซ็งตาเรียนจะมองเมียนไว้ได้ที่วิธีกำจัดในบ่าการคลังหรือก็จิตปุ่มของสบายใจยิ่งบ่าไปได้ขยมเรียนกี่ล้านชั้นนั้นบ่าสำคัญไปได้ขยมออกกำลังนั้นคือขยมจะจัดยำบ่าบ่าหัดไปหัดร้านนั่นไงบ่าไปได้ขยมสมัยชมโจจัดยำกรดยังมองแต้มจบไปหัดเลือปราณวิ่ง
បាទហាត់លើប្រាណគប់ហើលើគ្នាអូហើយកណ្ដាលបាទអូល្អណាស់ចឹងអរគុណច្រើនដល់ឥឡូវនេះរៀនច្បងសូមអញ្ជើញស្វាគមន៍ស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទស្គាល់គ្នាហាក់កាប់ចាក់គ្នាអេអត់ទេអរទេបាទគឺយើងចាប់បានប្រកួតបបាយចេកផតណាអរគុណឥឡូវនេះសូមតាមនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎បាទសូមអញ្ជើញចា៎ឥឡូវនេះដល់វគ្គបើកផ្លាករបស់ទឹកខ្លាឈើ Freshy ដាក់មួយសិនគឺថាមុននឹងធ្វើអីក៏ដោយបងល្អិនគឺត្រូវញ៉ាំ Freshy រហូតតែម្ដងហោសាប់ណាចុះជាងគេបងឯងតើបងបាទតារាកម្ពុជាក៏អត់សូវទេតាំងពីបងបរិនរវល់មកគឺថាបងបងជុនគាត់ចូលមកគឺថាអត់ដែរឲ្យ Freshy ញ៉ាំសោះអត់ដែរបាទចឹងសូម confirm មកកេះមកបងនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យបងអូនស្រីដែលនៅខាងភ្នំពេញជាអ្នកបាទមានអត្ថភាពក្នុងការបាត់ផ្លាកជួឈើទី1ដែលមាន Freshy Mix Freshy ទឹកសណ្ដែកនិង Freshy ក្រូចកំពុងតែចរាចរនឹងទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនច្រើនជាងគេទឹកប្រាក់មាន 10,000 និង 20,000 ចាប់ដើមពីនេះភ័យភ័យមិញដឹងទេនេះដូចឆ្ងល់ដែរ Freshy ទឹកសណ្ដែកបង Freshy ទឹកសណ្ដែកចា៎ញ៉ាំ Freshy ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាត Freshy ទឹកសណ្ដែកជូន 10,000 រៀលបាទ 10,000 រៀលចាបងប្រុសសម្រាប់បងបាទខ្ញុំក្រូចព្រោះចូលចិត្តក្រូចបាទ Freshy ក្រូចចាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ហើយក៏ជាចំណូលចិត្តសង្ឃឹមថាបានទឹកបងរៀលសុខកំណើតនៅខាងណាដែរបងបាទនៅខាងកំពង់ចាមអ្នកនៅខាងកំពង់ចាមអូបាទបងអ្នកនៅខាងកំពង់ចាមបារាទបងនៅចាំរមណីយដ្ឋានណាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេបាទបើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមភ្នំប្រុសភ្នំស្រីភ្នំប្រុសភ្នំស្រីបាទមែនមកមែនគេចូលចិត្តទៅមើលប្រចាំអូពេលសូរិយាអស់ដងគាត់សូរិយាអស់ដងគាត់ហើយបាទគេថាទីកន្លែងនោះពុះពេញដល់យកគេថាប្រិយប្រសាឡតាវ៉ច្រើនបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យបងរៀបបាទធ្វើការជ្រើសរើសម្ដងទៀតបាទនៅ Freshy Mix និង Freshy សណ្ដែកបាទ Freshy Mix បាទ Freshy Mix ចា Mix ផ្លែប៉េះជាភេសជ្ជៈ Freshy ប្រភេទ20,000រៀលបាទចានៅពេលនេះឱកាសរបស់បងអូនស្រីខ្ញុំសូមយក Freshy ក្រូចអូបងនឹងញ៉ាំអាមែន Freshy ក្រូចហ៎គ្នាគ្នាឡើងចែកដៃហ៎អូនភ័យព្រះសិក្រោចាថាអីមិនដឹងតែចាំគ្នាអត់ភ័យទេគ្រាន់តែជាក់ដៃគ្នាញ័រទៅអត់ចឹងញ័រញ័រអត់ញ័រអត់ចាត់ចូលជាភ័យទេបាទចាប្រាក់20,000និង40,000ធ្វើការជ្រើសរើសឲ្យបានច្បាស់20,000និង40,000ព្រះសិក្រោចព្រះសិក្រោចចានៅចិត្តនៅចិត្តផ្លាក់យំណាអានឹង40,000បងអត់តោះបាក់ក៏20,000ឬ40,000បាទ20,000ឬ40,000បាទ40,000ដូចចិត្តអត់40,00040,000អបអបសង្ស័យតែផ្នែកនឹងតបដឹង40,000នេះនៅពេលនេះសម្រាប់លបងរាជ Freshy Mix Freshy ទឹកសណ្ដែក Freshy ក្រូចទឹកប្រាក់20,000និង40,000ដូចគ្នាបាទ Freshy ទឹកសណ្ដែកខ្ញុំថ្មីមិញយកក្រូចទៀតទេតាអត់ទេដូចយកទឹកសណ្ដែកម្ដងចាឥឡូវនេះ Freshy ទឹកសណ្ដែក Freshy ទឹកសណ្ដែកជូន20,000រៀល20,000រៀលហៅដល់ម៉ោងគេតែដល់បាក់ចិត្តលុយបាក់ចិត្តលុយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទភ្នាល់គ្នានឹងបាទគាត់ថាគាត់ប្រឡាយនឹងកម្មវិធី Freshy ខ្លាំងទៅជាបាទហ្គេមមួយដែលភ្នាល់គ្នាតាក់ផ្ទះដែរចាហើយពេលខ្លះអត់ទេគាត់បាក់ត្រូវតែគាត់ទៅយកបាក់ខគាត់ចា Freshy Mix Freshy ទឹកសណ្ដែកនិង Freshy ក្រូចទឹកប្រាក់គឺសុំ Freshy Mix បងមក40,000និង80,000ណាបងស្រីនែថ្ងៃបងតែពីច្បាស់អត់ Freshy គេម៉េចទេម៉េចម៉េចខ្លាចប៉េះយើច្បាស់សុំញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ម៉េចបន្តិចសិនមកតែពីមួយរកកម្លាំងមកបីទៅថ្មីទៅបិទទៅថាបើកយកលុយតែអាចឈៀទាំងអស់គ្នាបានចាខ្ញុំឈៀដែរអញ្ចឹងហ៎បាទឈៀដែរបាទឈៀស្រួលបួលប្រយ័ត្នឈាមអត់ទេសុខភាពណាខ្ញុំហ្នឹងបាទបងស្រីអញ្ជើញគេថាបងប្អូនឬក៏មានអ្នកណាគេមកខ្លះបាទជាមួយនឹងបងស្រីមកមួយគ្រួសារហើយនឹងអូយគ្រួសារមានគ្រួសារមានគ្រួសារមែនទេបងស្រីបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសលើគេមានគ្រួសារអូបងស្រីបងប្រុស80,000ឬក៏40,000ងាត់ឈៀប40,000ឬក៏80,000គាត់ចង់គាត់ចង់ឲ្យបងគាត់ថា8បងគាត់ថា8ហ៎គាត់ចង់40,000គ្នាបងឯងស្រែកខ្លាំងជាងហ្នឹងតែកាមិញគឺបើកបាន80,000ណា
បងរៀងឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គបបងហ៎បាទទឹកប្រាក់40000និង80000 Freshy មិច Freshy ទឹកស្ដែកនិង Freshy ក្រូចចតសួរថាខ្ញុំនឹងមកមួយពីណាបាទឡើងមកឯងមកមួយពីណាគេមកមួយអ៊ូខុងអឺហ្នឹងហើយតាមមិនអ៊ូខុងមកប្រឡងទី12ហើយឥឡូវអ៊ូខុងមកដល់ CLV TV ទៀតគាត់គេហៅថាអ៊ូខុងរហូតមានគាត់ល្អិតទូចបាទបានមកមួយមានទាំងអស់ឆ្នាំបាទអ៊ូខុងខាងជេងឈិនឡុងហើយអឺមានតាំងពីលពូណយវណិតទៅប្រឡងបាទអូកញ្ញាសុកពិសីក៏ទៅដែរមានអូចូលរំលឹកបាទបាទអរគុណពីបងណយវណិតដែរបាទសូមទឹកសណ្តែកទៀតទឹកសណ្តែកទៀតបាទទៀតមិញធ្លាប់ញ៉ាំរសជាតិថ្មីទឹកសណ្តែកចង់បដូររសជាតិបាទចូលចិត្តញ៉ាំក្រូចតែឥឡូវនឹងព្យាយាមញ៉ាំទឹកសណ្តែកចាប្រភេទថ្មីអញ្ចឹង Freshy ទឹកសណ្តែកជូនប្រហែលទៅ40000នេះបាទថ្មីច្នៃគ្នាបាទនៅពេលនេះសម្រាប់អូនស្រីឱកាសក្រោយ10000ហើយទី2អូនស្រីគឺទឹកប្រាក់របស់បងអូនគឺមាន90000ហើយបើសិនជាបងអូនស្វែងរកទឹកប្រាក់100000ឃើញគឺទឹកប្រាក់របស់បងអូននឹងកើនដល់ទៅ190000រៀលអញ្ចឹងសូមត្រៀម Freshy មិច Freshy ទឹកសណ្តែកនិង Freshy ក្រូចបងអូនគិតថាតើ Freshy មួយណានឹងនាំសំណាងជូនបងអូនទឹកប្រាក់100000រៀលបាទក្រូច Freshy ក្រូចឥឡូវនេះ Freshy ក្រូច100000ឬក៏អត់ញ៉ាំ Freshy បន្តិចដើម្បីបង្កើននៅភាពជឿជាក់ចាពីសួរឡាជ្រើសរើសខ្លួនឯងរហូតអត់មានសួរបងប្អូនទេត្រូវចង់យកមួយណាយកមួយនឹងមកចង់សួរទៅបងប្អូនណាអូបងប្រុសបងស្រីគ្រប់ត្រទេបើគាត់យក Freshy ក្រូចថា100000នៅផ្លាស់ហ្នឹងអត់ដូរទេបងអត់ដូរទេចាគាត់ follow តាមប្អូនគាត់ចាឥឡូវនេះ Freshy ក្រូចរបស់គាត់បាទគាត់ follow តាមតែនតែន follow ដូចគ្នា follow ទៅវិញបាទសម្រាប់បងស្រីមានឱកាសក្នុងការបើកមួយផ្លាក់ទៀតអឺសុំ Freshy ផ្លែប៉េះផ្លែប៉េះអត់សួរបងស្រីសិនទៀតទេអត់សួរទេបងស្រីប្រាប់ថាខុសហើយសួរឯងម្ដងទៀតនោះអត់លុយមែនហើយញ៉េះស្រួលអត់ចាំបាច់ធ្វើអ្នកណាគេបកកាយបើកទេបងរៀងបើសិនជាបងស្វៃរនៅទឹកប្រាក់ឃើញហើយជាបងអាចនឹងមានអត្ថភាពឈ្នះអូនស្រី Freshy មិច Freshy ទឹកសណ្តែកនិង Freshy ក្រូចទឹកប្រាក់100000ណាមាននៅ Freshy មួយណាបង Freshy ទឹកសណ្តែកបាទទឹកសណ្តែកអត់ទេបងឯងស្រឡាញ់ខ្លាទឹកសណ្តែកមែនណាយកទឹកសណ្តែកទៅវិញជួយ100000ញាក់100000ទៅអីបើសិនជា100000រើឃើញបងឈ្នះ direct ណាប៉ុន្តែសម្រាប់បងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ Freshy ទឹកសណ្តែកគឺចូលរួមអបអសាទរលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវការប្រកួតវគ្គទី1បាទរៀងបងអូន2និងបាទលោកបងរាជបានចាប់ហើយនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតមើលថាតើបន្ទុកតារាកិត្តិយសឬក៏ friend ដែលជាអ្នកទៅទៅវគ្គបន្តសូមចេញបង្ហាញបាទអបអសាទរចំពោះបាទបងរាជបាទដែលទទួលបានទឹកប្រាក់180000រៀលបើកបាន5ផ្លាករីឯអូន2បើកបាន5ផ្លាកដែរតែបានទឹកប្រាក់តែ90000រៀលទេអូន2មកខាងនេះបាទ2រៀងស្ងប់ស្ងាត់បាទអូន2រៀងមានធំតិចបើសិនអូន1រៀងស្លីមជាងនឹងតិចចូលដល់ពេល3អា3រួមម៉ាប់ហ្មងពូលមកនៅពេលនេះតាអូន2បានជឿចូលរួមលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី Freshy Dinner បាទសេក្រេតមិនយុទ្ធធម៌ដែរទេយុទ្ធធម៌បងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរដែលបានអញ្ជើញចូលរួមលេងកម្មវិធី Freshy Winner អឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបានចូលនៅកម្មវិធី Freshy Winner នេះបងបាទអូនចង់បញ្ចេញនៃចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមជួយចាជាចុងក្រោយមានអ្វីតែម្ដងគុណដល់អ្នកដែលចូលរួម Live ឬក៏កម្មវិធីរបស់យើងអឺជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ដែលបានផ្ដល់អឺកិត្តិយសដល់នាងខ្ញុំបានចូលក្នុងកម្មវិធី Freshy Winner នេះហើយមួយទៀតគឺសូមអរគុណដល់ friend ក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំជាពិសេសបង Benny Yang ដែលគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអូហូបាទសាទរបាទចាឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងផ្ដល់ជាភេសជ្ជៈឬជាទឹកប្រាក់ដែលពីបានបើកផ្លាក់អំបាញ់មិញបាទនេះទឹកប្រាក់រួមជាមួយនឹង Freshy សូមឲ្យសិពីបាទធ្វើដំណើរប្រកបដោយសវត្ថិភាពផងដែរពេលដែរត្រឡប់ទៅគេតាមវិញណាចាអរគុណចាអរគុណបាទអរគុណចាបាទនៅពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទចា